liên quan đến vụ chị N. Tờ. Ca sinh năm 1983, trú thị trấn Quái Châu, bị sát hại rồi phi tang xác ở nghĩa trang thôn Thông Quan. Điều khiển phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nghi phạm Đặng Văn Hiếu sinh năm 1977, trú thôn Phùng Hưng, huyện Quái Châu, tỉnh Hưng Yên, đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hiện lực lượng tác dụng đang bảo vệ nghi phạm, chờ Hiếu tỉnh lại sẽ lấy lời khai để làm rõ rệt hành vi sát hại chị Ca. Chồng cũ của nạn nhân vụt khóc bên thi thể hoàng hậu. Ảnh V. N. Theo hàng thôn của nạn nhân, chị Ca lớn lên trong hoàn cảnh éo le khi bố mẹ mất sớm. Lấy chồng được một thời gian thì hoàng hậu chồng chị Ca ly dị hồi đầu năm 2019, hai hoàng hậu chồng có với nhau hai người con, Nam Nhi học lớp 8 và người con gái đang học lớp 4. Trước khi bị sát hại, chị Ca làm công nhân cho một công ty trên địa bàn. Ngôi nhà mà mẹ con chị ở là nhà cấp 4 tồi tàn đã cũ nát. Sau khi ly hôn, chị Ca có qua lại tình cảm với Đặng Văn Hiếu sinh năm 1977, trú tại thôn Tiểu Quang, thôn Phùng Hương, huyện Quái Châu. Theo thông tin từ điều khiển thôn Phùng Hương, đối tượng Hiếu đã từng có gia đình, có hai con lớn đang học đại học. Ở địa phương, Hiếu chưa từng có tiền án, tiền sự gì. Trước kia, Hiếu làm thợ hồ, sau đó thì đi bán hàng ở các hội chợ và cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng có tiền Hiếu chơi bời và không giữ được tiền. Mâu thuẫn giữa hai hoàng hậu chồng xuất phát từ đây rồi đường ai nấy đi, vị điều khiển thôn Phùng Hưng chia sẻ. Về đối tượng Hiếu, một hàng thôn gần nhà chị Ca, cho biết đã có lần đối tượng này đến nhà nhưng chị Ca đóng cửa. Sau đó Hiếu trèo tường rồi dỡ ngói nhà, chui vào bên trong. Được biết, trong mối quan hệ với chị Ca, Hiếu rất ghen tuông, máy tính bảng hay tin nhắn đến máy chị Ca, Hiếu đều tìm hiểu. Sau vài tháng qua lại, chị Ca thấy không hợp với Hiếu nên đã có ý muốn chia tay. Đến sáng sủa 710, người dân phát hiện thi thể của chị Ca ở nghĩa trang thôn Thông Quan Hạ. Qua điều tra, công an thị trấn Quái Châu xác định được Hiếu là nghi phạm. Sau khi giết chị Ca, Hiếu đã uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1984, chồng cũ chị Ca. Nhận được tin hoàng hậu cũ bị sát hại và bị dứt xác ở nghĩa trang, anh đã tức tốc ra hiện trường. Nhìn thi thể hoàng hậu nằm giữa nghĩa trang, anh không thể tưởng tượng được rằng hoàng hậu cũ của mình lại bị sát hại một cách dã man đến như vậy.